Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là Blockfi đã list trên sàn PancakeSwap. Dư giá là 100 tóc cần này là tương đương cho dự án này là 175 đô các bạn. Thì chương trình này góp này nó sẽ end vào ngày 30 tháng 4 và sẽ phân phối vào ngày 2 tháng 5 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới cái video của mình, mở cái link form ra nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào kênh seller nè các bạn. Trên kênh seller nó thì bấm vào multi nha các bạn, ra ở multi rồi các bạn bắt đập lên nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nó tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh gấp tiếp tục. Rồi các bạn join vào các bạn, thì mình đã join rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tất cả các trang mạng xã hội nha các bạn, và mình còn kênh seller nữa nè các bạn. Rồi trên kênh seller nó bạn join sao nghe các bạn. Và các bạn chờ nó join chút xíu nha các bạn. Sau khi bạn join tiếp kênh seller nó thì các bạn mới đáp lên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì tạo Twitter các bạn follow và retweet tăng 5 người bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tạo Twitter nha các bạn. Vì dạo này mình ít ra cái video là vì lý do kênh YouTube mình và những cái tài khoản xã hội mình nó bị chụp chặt nha các bạn. Thì trên tạo Twitter thì các bạn nhấp vào một follow nè các bạn. Bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn trích dẫn cho tôi biết nè. Các bạn copy cái tag nó giúp mình các bạn. Refer follow. Rồi tất cả các bạn copy cái tag này từ chữ blow phi cho bạn binance smart chain các bạn. Rồi các bạn like các bạn tăng 5 người bạn vào dưới tag đó các bạn. Các bạn trích dẫn cho tôi biết. Rồi các bạn dán vào các bạn. Các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên các bạn, các bạn tự quyết lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn trả lời volume form các bạn. Các bạn đi thông tin form vào. Dòng đầu tiên thì các bạn đi chỉ email của mình vào nè các bạn. Anh nhân quên. Tiếp tục thì username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn mở Telegram của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi nhấp vào ba cho cùng, nhấp vào setting nè. Thì các bạn sẽ thấy được username của mình nha các bạn. Username mình nằm chỗ này nè các bạn, cộng anh 1133 nè. Các bạn dán vào link form đấy nè. Cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn ghép form này thì các bạn điền cho mình cộng anh 1133 luôn, là các bạn ghép giới thiệu của mình nha các bạn. Cộng anh 1133 nè các bạn. Tiếp tục thì gửi lên một cái link retweet nè. Thì các bạn mở từ Twitter mình ra nha các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn nhấp vào ba cho bên cùng nè. Bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài tờ tweet hồi nãy nha các bạn. Quay đây nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn trở về info hồi nãy nè. Bạn dán vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với BNB Smart Chain thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nha tất cả các bạn. Và chạy siêu mà. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain mình ra chỗ này nè các bạn. Các bạn sao chép nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời nè. Các bạn dán vào đây nè. Rồi xong các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Nếu xong hết thì các bạn bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token Blockfi đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo của mình nhé.